Video này được mang đến cho bạn bởi Content Chuột Chí, editor Minh Châu và giọng đọc Vui Vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc là khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập. Video này được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi ghi nhận và rút kinh nghiệm. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và cảm nhận. Ở một tương lai gần, tại một vũ trụ song song, nơi Mỹ không bỏ tiền đi ném bom các nước khác mà đầu tư vào hàng không vũ trụ, NASA đã đưa được một phi hành đoàn lên sao Hỏa để nghiên cứu hành tinh đỏ. Thông minh để làm việc đó nhưng đáng tiếc là không đủ thông minh để xem dự báo thời tiết. Ngay giữa cuộc hành trình, cả đoàn gặp phải một cơn bão bụi, mù mịt như nền kinh tế năm 2024. Thuyền trưởng Lewis lệnh cho mọi người lên tàu sơ tán trở về quỹ đạo. Cơ mà đang trên đường lên tên lửa bấm nút biến khỏi hành tinh thì phi hành gia Mark Watney đang đi theo anh em thì bị chảo HBO vệ tinh bay trúng người, mất tích trong cơn bão bụi. Ra ngoài tìm thì nguy hiểm, mà ở lại lâu thì cũng chả xong. Và cả đội thì cũng không dò được tín hiệu sự sống của Mark nữa, nên là thuyền trưởng đành đưa mọi người rời đi, bỏ Mark ở lại. Hết phim rồi. Thôi, chờ bạn ngày mai nhé. Đùa đấy, nó mới là đoạn đầu thôi. Khi phi hành đoàn rời khỏi, cơn bão tan đi, Mark tỉnh lại và thấy mình như thầy giáo ba, tại vì rất cần ai đó ship cho bình oxy. Anh còn bị một que anten xuyên bụng, đâm hỏng cả thiết bị phát tín hiệu sự sống. Mark lê lết về căn cứ, tự phẫu thuật rút mảnh kim loại khỏi người, nhận ra là còn mình là người sống duy nhất trên sao Hỏa. Wow, rơi vào trường hợp như này thì thôi, quan trọng nhất là nở một nụ cười tự tin và quay TikTok. Đùa đấy, nhầm đấy, phải tính toán cơ hội sống sót đã. Sau một hồi chạy cốt bằng cơm trên giấy, Mark nhận ra là cơ hội thoát khỏi đây của anh là chờ đến 4 năm nữa. Và đến được nơi mà sứ mệnh Ares 4 hạ cánh, cái chỗ đấy cách chỗ anh ở phải 2 lần chiều dài Việt Nam. Và đến đấy thì xin đi nhờ về nhà. Đi thì không khó lắm, khó nhất là sống thế nào được đến lúc đấy thôi. Mark lại tiếp tục chạy cốt trên giấy OS, nhận thấy là với lượng đồ ăn được đóng gói trên này thì anh có thể sống được khoảng 300 ngày. So với thời gian chờ 4 năm thì chắc chắn là chết rồi. Nhưng mà không phải sợ, Mark là nhà thực vật học, lên đây để trồng cây trên sao Hỏa. Mỗi tội chơi kịp trồng gì cả đoàn đã về hết rồi. Không sao, Mark lục tủ lạnh lấy mấy củ khoai tây tươi, tự mình đào đất lấp sàn, khai thác phân hữu cơ từ bạn bè và biến phòng nghiên cứu thành vườn khoai tây trên sao Hỏa. Để tưới nước cho vườn khoai thì Mark còn tách nhiên liệu thừa từ động cơ tên lửa đốt với oxy tạo ra nước tăng độ ẩm cho vườn. Thế là có cái để ăn rồi. Khi có cái ăn rồi thì Mark nghĩ đến chuyện sửa xe để đi ra ngoài, trước là cho đỡ tù người, sau là nhặt nhạnh được cái gì thì nhặt. Cùng lúc đó tại trái đất, chỉ huy sứ mệnh sao Hỏa Vincent cùng đồng nghiệp của mình phát hiện ra trên ảnh vệ tinh sao Hỏa gửi về có cái gì là lạ. Đồ đạc quanh khu căn cứ sao Hỏa thì cứ thi thoảng lại bị xáo trộn một cách không hề tự nhiên. Có người ngoài hành tinh đúng không? Không, đó chỉ là Mark thôi. Vincent báo cho Mitch, chỉ huy chuyến bay của nhiệm vụ. Mitch báo cho Teddy, giám đốc của NASA. Nhưng mà Teddy lại quyết định là giấu thông tin này với toàn bộ phi hành đoàn, với lý do là họ phải tập trung với việc lái tàu về nhà. Trở lại sao Hỏa thì Mark thấy ngày nào cũng quay TikTok nhưng mà không có mạng để đăng lên đâu thì cũng chán, nên là anh nghĩ ra một kế hoạch mới. Lên xe đi một tháng trời, trục vớt xe tự hành Pathfinder từ nền cát, thứ đã mất liên lạc với trái đất từ năm 1997. May là mang về cắm điện vào bật vẫn lên. Chỉ huy Vincent ở nhà thấy được hành tung bất thường của Mark thì đoán ra là anh định dùng bộ phát tín hiệu của Pathfinder để video call về nhà. Vincent lập tức đến phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực NASA, cùng anh em trong phòng kết nối thành công với Mark. Mỗi tội là đường truyền tín hiệu yếu như là bị cá mập cắn, chưa kể là cái xe tự hành này dùng công nghệ từ đời Tống. Mỗi cuộc nói chuyện thì chỉ nói được vài ký tự, nó còn lâu nữa chứ. Nên là anh em ở nhà gửi bản update phần mềm giúp Mark kết nối Pathfinder với con xe địa hình của nhiệm vụ, khiến họ gửi message được cho nhau. Dù là vẫn mất tận nửa tiếng chỉ để truyền một tin, nhưng mà hey, ít nhất thì tin nhắn của anh được phát trực tiếp trên toàn thế giới. Nổi tiếng nhá. Mark định gửi video TikTok qua Pathfinder nhưng mà mạng GPRS không cho phép anh làm thế. Tới giờ thì Mark mới biết là cả phi hành đoàn đang trên đường về trái đất và không ai biết là anh còn sống. Mark cáu lăm viết một câu chửi dài thòng xong rồi cả thế giới thấy luôn. Thế là giám đốc Teddy đành phải xuống nước bảo Mitch gửi tin cho cả phi hành đoàn về sự sống sót của Mark. Phi hành đoàn thì ai cũng sửng sốt, nhưng mà bao trùm trong đấy là cảm giác tội lỗi của thuyền trưởng Lewis vì đã bỏ Mark lại phía sau. Mừng mừng tủi tủi, mọi người bắt lại liên lạc với nhau, biết là Mark vẫn đang sống khỏe và tràn đầy hy vọng thì cũng đỡ tội lỗi hơn. Để giúp Mark tiếp tục sự sống trên sao Hỏa cho tới sứ mệnh tiếp theo thì NASA và phòng thí nghiệm sức đẩy cố gắng thiết kế một chiếc tên lửa chở theo nhu yếu phẩm cần thiết bắn lên cho Mark, giúp anh cầm cự lâu hơn. Mọi chuyện thuận lợi đấy chứ, Mark chắc chắn sẽ sống sót nhỉ? Nhỉ? Tất nhiên là không. Một đêm không trăng không sao. Mark vừa đi ra ngoài cửa thì cổng thông áp gặp trục trặc khiến khu vực trồng khoai của Mark nổ tung. Và với cái khí hậu của sao Hỏa thì vườn khoai chết hết. Còn Mark không sớm thì muộn thì cũng chết đói trên này. Lần đầu tiên trong chuỗi ngày cô đơn trên hành tinh đỏ, Mark tỏ ra phẫn uất và tuyệt vọng. Và tình hình trở nên xấu đi hơn khi mà NASA đi tắt đón đầu, cắt hết các quy trình thử nghiệm an toàn, chất hàng lên tên lửa bắn luôn lên cho Mark. Wow, dục tốc thì bất quy tắc. Tên lửa vừa bay lên thì bị Samsung luôn. Hết cách. Và khi hết cách thì chúng ta làm gì?
chúng ta bợ đít người Trung Quốc. Để phim được chấp nhận ở thị trường tỷ dân thì NASA đành phải nhờ vào tên lửa của Trung Quốc. Cùng lúc đó thì tại phòng thí nghiệm sức đẩy, nhà khoa học Charles Gambino đã tính toán ra một kế hoạch mới, vẽ ra cung đường có khả năng giúp con tàu đang chở mọi người về trái đất quay trở lại sao Hỏa với tốc độ nhanh hơn, cứu Mark trước khi anh chết đói. Giám đốc Teddy thì không đồng ý với kế hoạch này, nhưng mà Mitch biết anh em sẵn sàng làm tất cả để cứu Mark nên là đã lén lút gửi kế hoạch cũng như là chi tiết tính toán cho phi hành đoàn. Mọi người trên tàu đều nhất trí đi cứu Mark nên là NASA đành chịu thôi, cung cấp nhiên liệu và nhu yếu phẩm cho cả đoàn về sao Hỏa. Time skip 7 tháng sau, Mark sau cái thời gian nhịn ăn gián đoạn thì giờ trông như nghiện, râu ria xồm xoàm, đến chiếc tên lửa về nhà cách đó gần 3.000 cây số. Anh ngày đi đêm nghỉ, 3 tháng ròng liên tục mới đến nơi. Để bắt kịp con tàu của anh em coi đón theo lời chỉ dẫn của NASA thì Mark phải tháo hết các thiết bị không cần thiết trên tên lửa, giảm trọng lượng để tăng tốc độ. Anh ấy tháo hết mũi tên lửa, cửa sổ, tất cả các bộ điều khiển rồi gia cố bằng ni lông và băng dính và phó mặc quá trình cất cánh cho đồng đội trên tàu. Gia tốc thoát khỏi bề mặt hành tinh làm Mark ngất lịm đi, nhưng mà đã tỉnh lại kịp thời khi mà tên lửa lên được quỹ đạo. Đáng tiếc là chiếc tên lửa Mark ngồi vẫn ở quá xa, còn anh em thì không thể đồng bộ tốc độ để dòng dây đón Mark. Thuyền trưởng Lewis nghĩ ra một kế hoạch táo bạo là làm nổ đầu tàu để giảm tốc cho vũ trụ, tạo điều kiện thuận lợi để dòng dây đến đón Mark. Cái khó 1 được giải quyết thì lại tòi ra cái khó 2 là cuộn dây cáp giữ thuyền trưởng quá ngắn để đến được chỗ Mark. Bất chấp sự khuyên ngăn của phi hành đoàn thì Mark dùng tua vít chọc vào tay bộ đồ phi hành ra, dùng áp suất khí thoát ra, bay như Iron Man đến chỗ thuyền trưởng đang đón. Cả hai bắt được nhau và được anh em kéo về tàu trong sự vui mừng của rất nhiều người trên trái đất. Cả phi hành đoàn đoàn tụ cùng nhau trở về trái đất. 5 năm sau, mọi người trên chuyến hành trình hôm nào giờ đã đều trở lại cuộc sống thường ngày. Có người về với chồng con, có người lấy chồng đẻ con, có người thì tiếp tục thực hiện các sứ mệnh vũ trụ mới. Còn Mark thì giờ làm idol giới trẻ, chia sẻ kinh nghiệm cũng như là kỹ năng sống sót cho các phi hành gia tương lai. Nhưng mà thỉnh thoảng lại chen tí video TikTok vào và bảo mọi người là hãy đăng ký kênh YouTube của The Reviewer và vào group phim này hay phết để cùng bàn luận, review, chia sẻ và đăng meme về phim. Tôi là Vui Vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.